Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đã tập trung đầu tư vốn phát triển nhiều mô hình kinh tế như kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi thỏ, nuôi ong. Kết hợp với trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình là mô hình của gia đình anh Nguyễn Công Khanh. Năm 2005, trên diện tích đất vườn trên 4.000 m², gia đình anh Khanh đã mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, đầu tư trên 100 triệu đồng để mở kinh doanh hàng tạp hóa tổng hợp và xây dựng chuồng trại chăn nuôi thỏ kết hợp với nuôi ong và trồng cây ăn quả. Để có thêm kinh nghiệm, anh Khanh đã đi tham quan, tìm hiểu mô hình kinh doanh chăn nuôi, đồng thời đọc sách báo, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình kinh doanh và chăn nuôi khác. Đến nay, gia đình anh Khanh có một cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa tổng hợp, nuôi gần 100 con thỏ New Zealand, 50 thùng ong và trên 100 gốc chuối tiêu hồng. Nhờ thực hiện mô hình tổng hợp nên gia đình anh đã có cuộc sống ổn định, trừ chi phí mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng. Sau gần 6 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, chất lượng giáo dục của trường tiểu học Hội Hợp B, thành phố Vĩnh Yên đã có chuyển biến tích cực, khuôn viên sư phạm ngày một khang trang, tạo được hứng thú cho học sinh mỗi khi đến trường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, an toàn, đảm bảo tính sư phạm và gần gũi với thiên nhiên, giúp học sinh thân thiện hơn với môi trường. Nhà trường đã thực hiện hiệu quả các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đánh giá thay cho chấm điểm của học sinh tiểu học. Các thầy cô giáo đã nêu cao trách nhiệm trong việc đánh giá năng lực học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, qua đó khuyến khích các em nỗ lực hơn trong học tập. Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng công tác đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính chủ động tự học của học sinh, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, giúp các em tự tin hơn trong học tập và có được các kỹ năng sống. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường tiểu học Hội Hợp B đã tạo ra bước chuyển mới trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2013-2014, nhà trường có 123 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh, tăng 80 giải so với năm học trước. Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với tội phạm trộm cắp chó mèo trên địa bàn tỉnh. Hồi 6 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2014, tại đường tỉnh 305 thuộc xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phát hiện hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy chở hai con chó có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu hai đối tượng dừng xe để kiểm tra, thì một đối tượng ngồi sau đã nhảy xuống và bỏ chạy. Đối tượng còn lại đã được đưa về cơ quan điều tra để làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng trên khai tên là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1987, ở xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, đã cùng với Trần Văn Cường, sinh năm 1984, ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, trộm cắp hai con chó trên, có trọng lượng 29 kg, ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Sau khi trộm cắp được, chúng đi về huyện Tam Dương để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản. Chuyển sang phần tin trong nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, có báo cáo của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đến nay các doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh đã chuẩn bị nguồn hàng hóa khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2014. Dự báo, sức mua trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng khoảng 15% so với các tháng trong năm. Các doanh nghiệp đều cam kết đảm bảo số lượng hàng, chất lượng hàng và bán đúng giá. Riêng các mặt hàng nông sản, thực phẩm phục vụ Tết, do nguồn cung phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, chịu nhiều tác động của thời tiết, dịch bệnh, nên giá cả có thể biến động, tăng lên vào dịp Tết. Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo cho thấy, trong năm 2014, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo là 30,8 nghìn tỷ đồng, vốn huy động 3,8 nghìn tỷ đồng. Theo tổng hợp báo cáo sơ bộ của các địa phương, đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8 đến 2% trên năm, từ 7,8% xuống còn 5,8 đến 6%. Riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5% trên năm, từ 38,2% năm 2013 xuống còn 32,2% năm 2014, đảm bảo theo kế hoạch đầu năm. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo,
tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 30A về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 64 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được hỗ trợ áp dụng một số cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng. Mục tiêu năm 2015 giảm nghèo theo nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 10 tháng 1 năm 2015, đã có 18 bệnh viện tuyến trung ương không còn tình trạng quá tải, nằm ghép khu vực nội trú như Bệnh viện Lão Khoa, Nội tiết Trung ương, Nhi Trung ương, Răng Hàm Mặt Trung ương, Tai Mũi Họng Trung ương. Một số bệnh viện trước đây có nhiều khoa nằm ghép, nay đã giảm đi như Bệnh viện Bạch Mai còn 12 khoa nằm ghép, Bệnh viện Chợ Giấy còn 18 khoa, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế còn 6 khoa nằm ghép. Một số bệnh viện còn tình trạng nằm ghép quá tải, cục bộ nhưng chỉ trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ đã được cải thiện. Dự kiến trong năm 2015, Bộ Y tế sẽ tổ chức 3 đợt ký cam kết với giám đốc bệnh viện trực thuộc bộ nhằm giải quyết tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện. Dự kiến đợt 1 sẽ được ký kết vào ngày 27 tháng 2 năm 2015 tới. Thông tin từ website của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cục này đã ban hành văn bản quyết định tạm dừng cung ứng lao động sang làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc có thời hạn từ ngày 10 tháng 1 năm 2015 đến ngày 10 tháng 2 năm 2015 đối với 5 công ty Việt Nam gồm Coma, Chienco, Chassi Mexico, Halasuco, Sefina để kiểm tra làm rõ các thông tin theo đơn thư phản ánh của người lao động là bị thu phí cao hơn quy định. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước yêu cầu 5 công ty trên không triển khai việc hợp tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan và không tư vấn, tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo lao động để đưa sang làm việc tại Đài Loan trong thời gian bị tạm dừng để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên và báo cáo cục để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Liên đoàn Ả Rập đã tổ chức hội nghị ngoại trưởng bất thường tại thủ đô Cairo, Ai Cập và bày tỏ nhất trí ủng hộ các nỗ lực của Palestine nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đề xuất thành lập một ủy ban Ả Rập do Quds đứng đầu để thúc đẩy nghị quyết mới về việc này tại Hội đồng Bảo an. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel, với điều kiện các cuộc hòa đàm có nội dung rõ ràng và mục tiêu cụ thể. Nhân dịp này, Tổng thống Palestine cũng kêu gọi chính quyền Palestine cung cấp một gói tài chính cứu nguy trị giá 100 triệu đô la Mỹ mỗi tháng nhằm bù vào khoản thuế mà Israel đang phong tỏa của Palestine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm để thảo luận tình hình Ukraine. Theo ông Lavrov, các nhà lãnh đạo đã đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Ông Lavrov nói, cần thống nhất về việc khôi phục kinh tế Donbass, đưa cuộc sống của các vùng lãnh thổ này, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk trở lại bình thường, thiết lập quan hệ kinh tế giữa các nước Cộng hòa tự xưng với phần lãnh thổ còn lại của Ukraine, cũng như tạo điều kiện cho tiến trình chính trị. Ông Lavrov cho biết một loạt vấn đề đã được thảo luận trong cuộc điện đàm trên. Trước đó, truyền thông đưa tin bà Merkel đã loại trừ khả năng mời ông Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh 7 nước công nghiệp phát triển G7 ở Bavaria. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm Ai Cập trong chuyến công du Trung Đông 6 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ song phương với các quốc gia khu vực. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi để tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa và thương mại. Trong những năm qua, quan hệ kinh tế thương mại giữa Ai Cập và Nhật Bản đã có những bước chuyển biến tích cực, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức ấn tượng 3,45 tỷ đô la Mỹ trong năm 2008. Bên cạnh đó, kinh ngạch xuất khẩu của Ai Cập sang thị trường Nhật Bản cũng tăng đáng kể qua các năm. Trong đó, năm 2008 đạt mức 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2007. Hội đồng phúc thẩm thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO giữ nguyên phán quyết có lợi cho Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản rằng quy định về cấp giấy phép và một loạt biện pháp hạn chế nhập khẩu khác mà Argentina áp dụng từ năm 2012 là vi phạm quy định thương mại quốc tế. Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho hay quyết định của Hội đồng Phúc thẩm WTO dự kiến sẽ chính thức được thông qua tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO ngày 26 tháng 1. Phản ứng lại quyết định Hội đồng Phúc thẩm, Argentina nói rằng quyết định trên chưa gây ảnh hưởng tức thì lên hoạt động thương mại của nước này.
Liên minh châu Âu đã kiện Argentina lên WTO hồi tháng 5 năm 2012. Tiếp sau đó, Nhật Bản và Mỹ cũng tham gia khởi kiện Argentina. WTO năm 2014 đã ra phán quyết rằng các biện pháp bảo hộ của Argentina được nước này áp dụng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là trái với quy định của WTO. Ngay sau đó, Argentina đã kháng án phán quyết nói trên.